cùng hộ anh mà nhảy lên đằng trước, nhớ nha. Em nhảy lùi lại một bước. Các bạn nói chưa nào? Thử nha, bây giờ cấp độ mẫu giáo nào. Anh hô to nha, chấm điểm vừa đều vừa đẹp này. Em này nhá, tôi hô em chứ tôi không phải em. Em đấy, em nó nhẹ nhàng thôi. Mấy cái ông kia hô em như vậy làm sao mà tán gái được. Lại nào, anh. Thôi tuyệt vời, em. Em. Anh. Anh. Em. 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 Anh. Ai đấy rồi, lớp 11 không phân biệt được đâu là trước đâu là sau. Rời ạ. Rồi. Vừa rồi mới chỉ là mầm non, bây giờ lên đến cấp 2 nha. Khi mà tôi hô đoàn, nhảy xuống bên tay phải. Hô kết, nhảy xuống bên tay trái. Nhớ chưa? Lại nha, thử nha. Duy Tiên Bay ơi. Đoàn. Kết. Đoàn. Kết. Kết. À. Rồi, chúc mừng các bạn, lớp nào đây? 11 A8 làm rất chuẩn trong phần thi. A6 à? Ờ, A6 làm rất chuẩn trong phần thi nháp. Và các em làm rất chuẩn trong phần thi nháp. Chúc mừng các em, một tràng vỗ tay cho 11 A6. Nào, lần cuối cùng này. Bây giờ bỏ qua cấp 2 lên thẳng đại học luôn nhá. Nhá, công điểm này. Anh. Em. Đoàn. Kết. Anh. Em. Đoàn. Kết. Anh kết em. Rồi, thư ký đâu? Thư ký đâu? Rồi. Rồi, cảm ơn các bạn. Công điểm cho cả trường của tôi. Đây, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần giao lưu chính thức ngay bây giờ. Mỗi một đơn vị lớp cử giúp anh lên một bạn thông minh nhất lớp mình. Xin mời. Thôi, một bạn thôi, một bạn thôi. Only one. Only one. Một bạn của đơn vị lớp mình thôi. Di chuyển thẳng khu vực trung tâm. Cứ lên rồi biết. Ôi dồi ôi, chết sự. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, G, Q, K, S. Em ơi, đứng vào giữa, đứng vui vào, đứng xí vào. Ok. Không chưa? Cho anh gọi. Luật chơi như sau, lớn nhạc lên Linh ơi. Tôi sẽ hỏi những câu hỏi trên nền nhạc của Rap IQ. Bạn nào trả lời đúng nhận ngay một phong bì kèm theo 50 điểm dành cho lớp mình. Ai trả lời sai tự giác đi về chỗ. Đó chưa? Các bạn có 50 giây để suy nghĩ và trả lời. Cho tôi hỏi, ai là người xung phong trả lời đầu tiên? Lùi. Cho anh ngồi. Ôi, chuẩn bị cho anh mượn một cái mic nữa em ơi. Cho anh mượn một cái mic nữa nào. Linh ơi, Linh lấy anh một cái mic nữa Linh ơi. Bây giờ là thôi, cộng chứ 10 A8, 10 điểm. Lớp nào đây? 11 A6 trừ 1 điểm. Ai bảo với tôi chưa rồi? Lớp nào đây? Ừ, ngồi yên đấy. Đây. Bây giờ ông bà nào mà đứng dậy trừ điểm lớp đấy luôn. Rồi, đứng lên đây. Luật chơi thay đổi. Ai mà trả lời sai xin mời về chỗ luôn ngay lập tức. Cho anh hỏi em tên là gì? Em
Tên là Huyền. Huyền đến từ lớp nào? 11A6 ạ. 11A6 đâu? Về chỗ. Chào em bạn nội ơi, đi qua Thái Bình làm sao được bà? Ai là người tiếp theo? Em ạ. À? Ok, xin mời. Trời ơi, trường này con gái bạo quá. Em đã sẵn sàng chưa? Trả lời bằng thích. Em tên là gì? Em tên là Quyền. Đến từ lớp nào? A4 đâu? Hết đuối rồi. Một câu hỏi dành cho Quyên có nội dung như sau. Quyên hãy cho anh biết, chúng ta đang đứng ở Hòn Dấu Resort. Hòn Dấu Resort là một nơi thuộc địa danh nào của Việt Nam? Năm, bốn, ba, hai, một. Ở đâu? Hòn Dấu Hải Phòng đúng không? Rồi chúc mừng em một câu dễ thế thôi. Đứng sang bên kia tí lời quà. Bây giờ đến lượt con trai. Ông nào? Mời ông lên. Câu hỏi dành cho em có nội dung như sau. Hải Phòng còn được coi lớp nào kia ngồi xuống? Trật tự. Hải Phòng là một trong 5 thành phố trực thuộc trung ương của Việt Nam. Hãy kể tên 4 thành phố còn lại. 5, 4, thành phố Hồ Chí Minh là... Quê hết. Em là lớn nào? 12A5 đâu? Đón bạn ấy về. Việt Nam chúng ta có tổng cộng, hãy nhớ Huế đó chỉ là một tỉnh trực thuộc Thừa Thiên Huế, nhớ chưa? À, em trả lời ha. Thành phố thứ năm đó chính là Cần Thơ. Chuẩn, chính xác. Chúc mừng em. Lớp nào đây? 12A4. 12A4 lên trả lời. Được rồi, câu trả lời của 12A5 không phải của em. Câu hỏi dành cho em có nội dung như sau. Em hãy cho tôi biết Hải Phòng gắn liền với tên tuổi của một vị nữ tướng mang tên là gì? 5, 4, 3, 2, 1. Là gì? Hết thời gian. 5, 4, 3, 2, 1. Mạc Đăng Dung. Tôi hỏi nữ tướng tên là gì, ông hỏi là ông bảo là Mạc Đăng Dung, đi về chỗ nhanh. Bạn chưa hỏi em. Rồi bây giờ sang bên này. Rồi mời bạn gái vô cùng xinh xắn. Lớp nào đây? 10A3. Có trả lời được cô vừa rồi không? Ai? Lê Chân đúng không? Chính xác luôn. Rồi nữa. Hả? Đi sang bên kia đứng với các bạn ngoài vùng ấy kìa. Thế rất là quà. Rồi, một câu hỏi dành cho em có nội dung như sau. Nghe thật kỹ nha. Lớp nào trừ điểm giờ? Hải Phòng mới khánh thành một cây cầu vượt biển vào ngày 2 tháng 9 vừa rồi. Cây cầu này là cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam. Bạn hãy cho tôi biết mang tên nó là gì? Câu này khó nè. 5, 4, 3, 2, 1. Nhưng tôi biết là câu này khó mà. Lớp nào đây, lớp nào đây? Ngồi xuống trừ điểm ngay bây giờ này. Ai rồi ơi, mấy ông hướng dẫn các bài. Anh rất thích những bạn nào mà kính cận. Đấy, kính cận là anh toàn hỏi câu khó thôi. 5, 4, 3,
2, 1. Không. Cầu ca đổi luôn. Thầy giáo kêu đổi. Rồi. Bạn hãy cho tôi biết cây cầu đó nối ra huyện đảo nào của Hải Phòng. 5, 4, 3. Trả lời mình. Rồi, xin thưa với bạn, các bà là thị trấn, tôi hỏi huyện nào? Xin về chỗ. Xin về chỗ. Hãy nhớ huyện nào đó là Cát Hải nha em, không phải Cát Bà. Ôi, mấy ông này vừa xung phong. Đứng đây. Lớp nào đây? Lớp nào đây? Chữ A 2, 5 điểm. Em sẽ chọn câu khó hay là câu dễ? Tôi có một câu lưỡng tính. Khó hoặc dễ thôi. Khó thôi, khó. Một câu khó. Các bạn trật tự thật kỹ nữa để nghe câu khó này. Một câu khó dành cho bạn có nội dung như sau. Bạn hãy cho tôi biết Hải Phòng nổi tiếng với một món đặc sản tên là gì? Em hay là có em trai em gái gì không? Em có em gái ạ. Một câu hỏi về gia đình của bạn như sau. Nha. Bạn hãy cho tôi biết. Anh có làm gì đâu mà đi xa vậy, đứng gần vào đây. Toàn nước là lãng tránh trai đẹp thế này thì chết. Đứng gần vào đây. Một câu hỏi dành cho em có nội dung như sau. Em hãy cho tôi biết. Gia đình Nam có 4 người. Người thứ nhất tên Đông, người thứ hai tên Hạ, người thứ ba tên Xuân. Hỏi người thứ tư tên là gì? Tên là gì? Nam ạ. Chính xác của Sam Minh Kiên. Rồi, ông này hay. Khó hay dễ? Khó. Chắc chắn khó nha. Lớp em đâu? Câu này khó luôn này. Một câu khó dành cho em mang nội dung như sau. Em hãy cho tôi biết nghe kỹ nha. Hôm qua của ngày hôm nay là ngày mai của ngày thứ tư. Ngày mai của ngày hôm nay là hôm qua của ngày chủ nhật. Hôm nay là thứ mấy? 5, 4, 3, 2, 1. Thứ mấy? 6. Chúc mừng em. Các bạn ơi, hôm nay thứ mấy? Đi về chỗ. Đi về chỗ. Mời mời em. Có hay dễ? Có dễ à? Một câu dễ dành cho em có nội dung như sau, lắng nghe thật kỹ. Kỹ nhá. Em hãy cho tôi biết. Có một người đàn ông da đen, mặc cái áo màu đen, mặc cái quần màu đen, đi đôi giày màu đen, mà nhảy xuống biển đen. Hỏi người ấy bị làm sao? Đồng ạ. Bị sao? Nổi. Em ơi, nhảy xuống biển chết mới bị nổi, nhảy xuống biển đen thì bị ướt. Nha, về chỗ. Và ông này cũng trả lời lên đây. Lương ơi, Lương. Nghe kỹ. Lương ơi, Lương. Hà Nam nổi tiếng con sông nào? Hà Nam, sông. Sông Hồng. Ôi trời ơi. Và chúc mừng em. Mình là đàn ông bắt tay tặng bắn lên em. Có nhân quà không? Rồi. Vân quà của bạn là một tràng vỗ tay đến từ khán giả. Em ơi, Hà Nam đấy là con sông đáy nha em, đi về chỗ. Nhanh gần chưa? Rồi em hãy cho tôi biết biệt danh của Hà Nam là gì? 5, 4, 3, 2, 1. Trả lời nhanh. 5, 4, 3.
Khó hả? Có trả lời được không? Không về chỗ. Hả? Em làm sao? Rồi ông lên đây. Làm sao? Câu vừa nãy đáp án là gì? Là Hà Nam Ninh đấy. Hà? Hà Nam Ninh. Biệt danh của Hà Nam là Hà Nam Ninh. Hà Nam Ninh là tên gọi của một tỉnh ngày trước bao gồm Hà Nam Nam Ninh Ninh Bình. Đi về chỗ. Đi về chỗ. Ai trả lời được câu vừa rồi? Biệt danh của Hà Nam là gì? 5, 4. Rồi, bạn trả lời đúng không? Tôi không hỏi câu đấy, tôi hỏi câu khác. Bạn hãy cho tôi biết Hà Nam gắn liền với một câu tục ngữ là gì? 5, 4, 3, 2, 1. Nam đất mẹ anh hùng đó là tên một bài hát. Rồi xin mời bạn. Rồi, vẫn câu đấy. Hà Nam danh giá nhất không còn. Hả? Hà Nam danh giá nhất không còn. Bạn đến từ lớp nào? 15 ạ. Đi sang bên kia đi. Giơ tay làm gì? Lớp này chơi hai người à? Em sẽ chọn câu khó hay là câu dễ? Trả lời mình nha. Một câu dễ dành cho em có nội dung như sau, lắng nghe thật kỹ. Kỹ nha. Hà Nam có một vị vua. Ông ấy nổi tiếng là người sáng lập ra một lễ hội mang tên đó là lễ hội Tịch Điền. Cho tôi biết đó là ai? Lễ Hoàng. Hả? Lễ Hành. Lễ Hành. Rồi sao bên kia đứng? Chơi xấu đi về chỗ. Nhanh. Chơi xấu đi về chỗ. Rồi mời ông này. Em sẽ chọn câu khó hay là câu dễ? Khó. Một câu khó dành cho em có nội dung như sau, lắng nghe thật kỹ cho tôi biết. Đây, hai các bạn mặc áo vàng lên đây anh mượn. Rồi đứng quay về phía khán giả. Một câu khó dành cho em có nội dung như sau, hãy cho tôi biết một màu vàng cộng với một màu vàng sẽ thành màu gì? Thành màu gì? Thành màu gì? Hai màu vàng. Đúng hay sai? Em quay cùng lớp hai bạn nào? Chúc mừng em. Hai bạn đưa bạn ấy về chỗ. Lớp nào? Màu gì? Màu gì? Chúc mừng các em. Một màu vàng cộng với một màu vàng sẽ thành màu đỏ. Nhớ kỹ. Xem bóng đá sẽ biết lý do tại sao. Xin mời em. Em sẽ chọn câu khó hay là câu dễ? Tôi không có câu lưỡng tính. Một câu khó có nội dung như sau, lắng nghe thật kỹ nha. Lắng kỹ nha. Em hãy cho tôi biết, có một thằng mù đi xung quanh nhà thờ Đức Bà từ sáng tới chiều, hỏi nó sẽ thấy cái gì? Không thấy cái gì? Mệt. Mệt. Có một thằng cấp.
nó cảm thấy chán đời, nó đi quanh sông Hồng rồi nó nhảy xuống sông, hỏi nó kêu cái gì. Duy Anh em ngủ 5 4 3 2 kêu gì cái em một lúc nào mày một năm bảy bạn nào hay ngồi cạnh bạn này. Tôi khẳng định ông này trong lớp luôn luôn thả bom sinh học. Em sẽ chọn câu khó hay là câu dễ? Câu dễ. Một câu dễ dành cho em có nội dung như sau. Một câu hỏi liên quan về lĩnh vực lịch sử. Em hãy cho tôi biết Việt Nam chúng ta có tổng cộng bao nhiêu bản tuyên ngôn độc lập và hãy kể thêm. 5, 4, 3, 2, 1, kể tên. Bản tuyên ngôn độc lập. Bình Ngô Đại Cáo, bản tuyên ngôn của Hồ Chí Minh, Nam Quốc Sơn Hà. Bình Ngô Đại Cáo của ai? Nguyên Trái ạ. Nam Quốc Sơn Hà. Lý Đồng Kiệt ạ. Đi sao mình chưa đứng? Nào, bạn nào? Một câu hỏi liên quan đến câu hỏi vừa rồi. Em hãy cho tôi biết ở Hà Nam có một địa danh đang thờ Thái úy Lý Thường Kiệt. Hãy cho tôi biết đó là địa danh nào? Hả? Chùa Long Đoạn Sơn đúng không? Xin thưa với em, chùa Long Đoạn Sơn đó là thờ Hoàng Thái Hậu, Dương Vân Nga và vua Lê Đại Hành đi về chỗ. Câu hỏi dành cho em vẫn là câu vừa rồi. Một địa danh quan du lịch nổi tiếng của huyện Kim Bảng có thờ Thái úy Lý Thường Kiệt, đó là ai? Đó là núi Cấm. 4, 3, 2, Trung Cấm, Chùa Ba Đanh. Đáp án cuối cùng, Chùa Ba Đanh. Chùa Ba Đanh. Chúc mừng em, xin thưa với em, đó là Chùa Ba Đanh, là nơi thờ một trong tứ pháp của Việt Nam chúng ta, đi về chỗ. Câu hỏi của em có trả lời câu vừa rồi không? Một câu khác liên quan về Hà Nam nha. Hà Nam chúng ta có một đặc sản mà đặc sản này ngày trước chỉ dành Yến Vua mà thôi, hãy kể tên. Chính xác xong mình chưa? Rồi